cái video ảnh đắp theo nhạc mình vừa mới làm xong bằng phần mềm KeyMaster. Và bây giờ mình sẽ bấm đây. Đây là phần mềm KeyMaster, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái video tương tự như thế. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tải cái phần mềm KeyMaster này về, và mình sẽ để link tải ở dưới mô tả của video này luôn nhé. Và trang chủ của nó khi các bạn tải về xong ấy thì nó sẽ là như thế này. Thì để tạo một cái video mới, các bạn sẽ bấm vào dấu cộng này. Tiếp đến là lựa chọn cái khung hình. Và khung hình thì ở đây nó có 3 loại là nằm ngang, là chiều đứng và chiều vuông 1:1. Thì mình đang muốn làm video Việt Mix nên là mình sẽ chọn là tỷ lệ 1:1. Rồi. Tiếp đến là cái giao diện trình edit nó sẽ là như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ bấm vào phương tiện và mình chọn vào cái một cái ảnh mình đã chuẩn bị. Thì ảnh này đây, mình chọn xong mình sẽ bấm dấu tích này. Ảnh này các bạn chọn ấy, thì nếu như mà nó là hình vuông thì càng tốt, còn không có thì hình gì cũng được. Sau đó là các bạn sẽ điều chỉnh cho nó vừa khớp với cái khung hình nhé. Tiếp đến là mình sẽ kéo dài cho cái ảnh này nó ra. Đây, mình đặt, mình kéo đến đây và mình thả ra này. Nó dài ra bằng với cái thời gian mà các bạn mong muốn của cái clip hoặc là của cái đoạn nhạc. Thì đây mình sẽ để là 1 phút. Rồi, sau khi kéo dài xong thì mình sẽ chọn vào cái, vẫn là chọn vào cái ảnh đấy. Khi chọn vào thì nó sẽ hiển thị màu vàng ở bên ngoài này. Mình bấm vào dấu 3 chấm này. Mình nhân đôi cái lớp đấy lên. Và bây giờ mình đã có thêm một cái lớp ảnh. Cái lớp ảnh này thì đây, các bạn nhìn thấy này, mình bấm vào cái ảnh này. Nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái ảnh cũ. Và bây giờ mình bấm chuột vào cái nút kéo để mình kéo nó ra, nó rộng hơn cái ảnh cũ một chút. Đấy. Rồi, tiếp đến vẫn là ở cái lớp layer thứ hai đấy, mình sẽ bấm vào cái phần này, cái phần hoạt ảnh này, chức năng hoạt ảnh này. Đấy, và mình chọn là lấp lánh. Thì bây giờ các bạn thấy luôn là bắt đầu cái ảnh của mình nó đã nháy đập theo nhạc ở đấy, và ở đây là chưa có nhạc thì bây giờ mình sẽ thêm nhạc. Sau khi chọn xong hiệu ứng ok thì mình sẽ bấm dấu tích. Còn nếu như trong trường hợp mà hiệu ứng chưa ok thì các bạn bấm lại vào cái ảnh và kéo. Ví dụ như trường hợp các bạn kéo to này, mình thử kéo to này. Đấy. Thì nó đập rất là mạnh. Nên là các bạn lưu ý là khi mà kéo ấy, thì các bạn chỉ cần kéo một ít thôi. Đây. Mình sẽ kéo lại cho các bạn xem. Đấy, mình chỉ kéo, đầu tiên là kéo cho nó vừa với cái khung, sau đó là mình kéo ra một chút thôi. Đấy. Chọn lại này. Rồi ok, mình thấy đập như thế này là ok này, mình bấm tích này. Rồi giờ là đến cái bước mà mình sẽ thêm một cái khung viền Việt Mix và cái nhạc nền vào. Thì mình sẽ bấm vào lớp này, mình bấm vào phương tiện này, mình chọn đến cái phần là cái khung của mình. Đấy, khung của mình đây rồi. Mình cũng dùng ngón tay mình kéo nó ra cho nó vừa với lại cái khung hình. Rồi sau đó là mình bấm ok. Cái khung hình này của mình nha, các bạn lưu ý nó là khung hình trong suốt, nên là khi mình thả nó vào thì nó chỉ, tức là nó sẽ không, cái lớp nền của nó không phủ lên cái hình ảnh. Còn nếu như bạn nào mà thích cái ảnh mà không phải ảnh trong suốt ấy, thì nó sẽ là đè lên cái này nhé. Thì các bạn cần phải làm thêm một bước khác là để xóa cái nền đấy đi. Nhưng mà đây là mình là nền trong suốt sẵn rồi, nó chỉ có một cái hình trắng này thôi. Đấy, với lại cái chữ nhạc remix này, đây, cái logo của mình thôi. Nên là nó không bị che cái ảnh lên. Tiếp đến là mình sẽ bấm vào cái lớp khung nền đấy, và mình cũng sẽ kéo dài nó ra. Mình kéo đến cuối này xong mình thả ra đấy. Rồi. Rồi thế là xong. Thì cái khung nền của mình nó đã là kéo dài từ đầu đến cuối. Sau khi xong thì mình lại kéo nó về lại phút số 0 và mình bấm ok. Tiếp đến là mình sẽ thêm âm thanh. Mình bấm vào âm thanh này. Mình sẽ chọn vào cái bài mà mình muốn thêm vào. Ở đây là mình chọn bài là Về Đây Em Lo. Mình Tôi muốn làm ở đây gì? mình sẽ bấm nút cộng nhé, vì là nó bật nghe thử nên là mình bấm nút cộng luôn. Âm thanh của mình đã thêm ở lớp layer thứ tư rồi. Mình bấm dấu tích. Rồi. Thì như thế này là đã xong một cái video rồi. Nếu như mà bạn nào mà muốn chèn thêm chữ vào ấy, thì các bạn sẽ bấm vào lớp này. Bấm vào văn bản này.
Thì ở đây mình sẽ viết đơn giản thôi. Và mình viết đơn giản là cái tên của cái bài hát này thôi. Còn các bạn muốn chèn như thế nào thì tùy nhá. Các bạn có thể viết được khá là nhiều đấy. Rồi nói ok này. Thì ở đây chữ nó đang chưa được đẹp thì mình sẽ căn chỉnh bằng cách là mình kéo cho nó xuống dưới một tí này. Để chọn phông chữ thì các bạn sẽ bấm vào nút AA này. Đấy, mình chọn cái phông này. Mình chọn phông xong mình sẽ bấm ok này. Nó sẽ đổi phông cho các bạn này. Nhưng mà cái màu này thì nó hơi khó nhìn thì mình sẽ bấm vào cái chỗ này để mình đổi màu này. Màu đây thì mình sẽ chọn nó sang là màu vàng. Rồi, ok này. Bây giờ nó đổi màu vàng rồi nhưng mà vẫn nó đang còn khó đọc lắm thì mình sẽ thêm cho nó một cái viền đen ở ngoài. Thì để thêm viền đen các bạn sẽ bấm vào cái hình cái chữ T mà có cái viền. Đấy. Rồi, mình sẽ bật cái chức năng này lên. Đấy. Sau khi bật xong thì nó đã có viền. Còn nếu như bạn nào mà muốn đậm hay nhạt ấy, viền này nó to hay nhỏ ấy, thì các bạn sẽ bấm vào đây. Mình để tầm 20. 20 thì hơi nhiều thôi, mình sẽ để xuống 15 đi. Thế là xong. Thì nó có viền xong rồi, các bạn sẽ bấm dấu V để xác nhận cái lưu cài đặt. Rồi vậy là mình đã thêm chữ xong. Bây giờ mình sẽ bấm xem thử này. Và khi xem thử thì mình sẽ bấm cái nút này để cho nó xem toàn màn hình luôn. Để các bạn theo dõi cho nó cụ thể. Buồn làm gì thôi ơi bước đi đi đừng hoài mang uống nước anh ấy không yêu mình đâu mà Ở đây thì mình sẽ bấm lại cái nút này để cho nó co màn hình lại. Do là cái chữ này là nó đang bị ngắn hơn so với cái thời gian của bài hát nên là mình không thấy hết được. Đấy, mình kéo xong. Rồi. Mình bấm vào ơi lại. buồn làm gì thôi ơi bước đi đi Rồi mình lại bấm vào cho nó qua màn hình này. Thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách mà cài đặt để có một cái video hành đập theo nhạc. Thì bây giờ mình sẽ xuất cái video này ra. Nếu như mà bạn nào mà vẫn đang muốn thêm bớt các cái hiệu ứng thì các bạn có thể thêm. Còn đây là video mình hướng dẫn cơ bản thôi nên là mình sẽ xuất video này ra. Thì để xuất mình sẽ bấm vào cái nút cái hình chia sẻ này. Bấm vào đấy. Tiếp đến là nó sẽ cho các bạn các cái lựa chọn. Thì ở đây các bạn có thể xuất được tối đa là video 4K nhưng mà mình chỉ cần là Full HD 1080 thôi. Nên mình sẽ chọn là Full HD này và mình lại để là 30 này. Cái phần thông số ở dưới đây thì mình sẽ để tầm là 8.5 thôi, mình để mặc định cho nó lựa chọn thôi. Còn các bạn vẫn có thể tăng cao nhé, tăng cao thì cái dung lượng clip của các bạn nó sẽ nhiều hơn thôi. Đấy. Thì mình sẽ để chọn là tầm 15 này. Đấy rồi. Và sau khi chọn xong các cái mục này thì các bạn sẽ bấm xuất. Việc xuất này nhanh hay chậm và độ nét nó như thế nào, nó có cập lỗi hay không thì nó tùy thuộc vào cấu hình điện thoại của các bạn nhé. Đây là mình đang sử dụng máy tính nên là máy tính của mình thì sẽ xuất được hết. Còn bạn nào mà cấu hình của các bạn thấp thì nên chọn tầm Full HD hoặc là 720 thôi. Sau khi xuất xong thì các bạn hoàn toàn có thể là tải lên Facebook hay là YouTube được bình thường. Các bạn nhớ là phần mềm thì mình để ở dưới mô tả của video, các bạn bấm vào đấy để tải nhé. Nếu như mà trong quá trình các bạn làm ấy có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở video này, mình sẽ hướng dẫn giải đáp cho các bạn. Rồi sau khi xuất xong thì nó sẽ ở đây và đây có nút là bấm play này, có nút xem này và nút xóa. Nút này là nút chia sẻ thì các bạn hoàn toàn có thể là chia sẻ lên trên Facebook hay YouTube. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách làm một cái video ảnh đập theo nhạc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt.